kìa. Kể cả mình gọi luôn thầy chú ấy đến thì có người kể mới được. Người ngứa cả mồm. Câu chuyện cứ ở trong người nó cứ có chịu thế nào ấy. Alo. À, thầy, thầy chú ấy à? Ai đây? Thầy chú ấy à? Hằng mà, Hằng Hồng Hớt đây. Hằng nào? Không phải. Hằng Hồng Hớt mà, không phải thầy chú ấy không? Không, đây là thầy ơn. Cái này có ông thái mèo ở trong này à? Lạ đời chứ đấy. À, lớp mình có hai ông thái. Mèo. Ừ, lớp mình có hai ông thái. Một ông thái mèo, một ông thái chuối. Thái chuối. Thái chuối mình ghi tê chờ tận nào. Alo, thái Alo. Chuối à? Ừ. Ôi dồi ôi, đến nhanh lên, tôi có nhiều chuyện để kể cho ông nghe lắm, nhanh lên. Đến nhanh lên nhá. Lại đến. Mà ông không đi học à? Ôi dồi, được, đợi tôi tí. Vừa mới ngủ dậy. Nhanh lên nhá. Ừ. Đến ngay lập tức ấy. À, ăn kẹo hoa bao. Ôi cô ơi, ôi dồi, hôm nào. Nhớ để phần nhiều nhá. Đến nhá. Ông mơ à? Ngày nào đến cũng đòi ăn kẹo hoa bao mình. Lần này mình cho kẹo hô bao ở trong này. Làm sao mà ông ấy có thể biết được. Khỏi đã xin kẹo. Hello. Ngớt cả một. Ôi dồi ôi, may thế ông đến rồi mà ông không mang sách vở à? Hả? Mang sách vở thì học cái gì? Tôi không mang sách vở à? Tôi đi vội quá quên mang sách nhá. Thôi không mang sách cũng được, không sao cả. Này tôi kể cho ông nghe nhá. Này nhá, tôi kể cái chuyện này cho ông nghe nhá. Hay cực kỳ luôn, chuyện cười. Ngày xưa, có một ông vua đi bán cà chua. Bị cua cắm mít. Muốn cười không? Muốn cười à? Cười thế mà. Thế tôi đọc thơ cho ông nghe nhá. Lại thơ nữa à? Ui dồi, lại thơ. Trên trời có đám mây xanh, dưới nước có đàn cá đang bơi, trên mặt đất thì có các loại cây đang đung đưa theo gió, phía xa xa ngoài sân đang có đàn chó, ngó về phía gần. Hả? Này, thầy chuối ơi. Xong rồi à? Thơ tới đâu không? Ngồi hay không? Hay. Này. Hả? Hay không? Thơ của hay chưa? Hay. Mà thôi bà ơi. Hả? Thôi cậu ơi. Mà thôi cậu ơi. Gì? Mình vào việc chính đi, ăn hô ba đi. Hô ba đâu lấy cho thầy. À, vào việc chính à? Đi học bài đi. Học bài đi. Hô đâu, ăn hô ba mà. Hô ba tớ hết rồi. Thế bảo gọi tớ sang ăn hô ba. Thì tớ gọi cậu ra kể chuyện nó còn gì nữa. Mà này, cậu nhiều hú ba mà cậu lại dạy dấu tớ gì. Đó đây đâu ra. Làm gì có cái gì. Này, cậu không mang sách vở đâu, cho cậu cục tẩy. Không, tớ thích cái tẩy có cái vỏ bọc cho cái này. Tớ không thích, tớ thích cái này. Đấy. Tẩy mà thơm á. Ừ. Tẩy có gì mà thơm. Thơm thế. Ôi mùi. Thầy của tớ thơm lắm. Thế thì ơi, cho mượn nữa à? Gì đây? Vòng tay của tớ. Vòng tay. Thơm thế.
Này Hoàng. Hả? Không biết. Gì? Không học thì cứ ngồi ngắm dài. Thì tớ đang học đi. Người ta vừa ngắm vừa học. Không cắn được vào cục tẩy luôn nè. Ăn tẩy rất là dễ ăn được. Thế còn cái này? Cái đấy là cục tẩy. Thế còn cái này không phải cục tẩy à? Cái này mày hào hớt. Gì? Với thâm niên ăn kẹo Huba của tớ, tớ mới phát hiện ra một điều. Đây chắc chắn là Huba. Dựa vào lý do gì cậu bán đây Huba? Thứ nhất nha, cái này nó màu hồng này. Ừ. Người tớ người giống vị truyền thống của Huba bơ. Còn thứ hai nhá. Thứ hai là nó thơm y như là Huba bơ. Còn cái này hơi mù. Cái này hôi lắm, không cắn được. Cắn mà lại còn cứng. À. Đúng rồi. Sao cậu biết chưa? Tại vì lúc nào cậu cũng suốt ngày sang xin Huba của tớ. Có cho tẩy vào đây đấy. Cho tẩy vào đây. À, cho Huba vào đây để nằm giả vào cái tẩy cho cậu không siêu tớ. À, hóa ra là đó là kẹo Huba. Đúng rồi. Mình tớ mới ăn được. Thế mà làm tớ cắn gãy răng không cắn được cái tẩy này ra. Nó đang bóng. Tớ còn làm được đầy thứ nữa, rồi Huba nữa. Thế quan không? Chào tớ đây. Tớ xem thôi. À, vẫn còn. Này, tàng hóng hơn. Thế là cậu, hay cậu cho tớ cái mẩu còn ở trong này nhá. Để sau tớ không xin của cậu nữa. Nhá. Thế là phải đùn đùn à? Phải đùn ra mẹ được à? Ồ, nhò. Ngon nhỉ? Tớ lại cứ tưởng là cậu ăn tẩy ghê thế. Em thì đây là cái cách mang kẹo về lớp về mà. Này. Cái gì? Hai đi mua Huba về xong rồi. Này cho tẩy vào. Đây cho bỏ tẩy vào nhờ. Đi. Mang vào lớp ăn. Kệ cậu, cậu đi vào mua. Tớ có rồi. À? Cậu vào tự đi mua đi. Thế cho tớ luôn đi, đỡ phải mua. Không. Thế thôi, học bài. Có kẹo ở học bài thôi. Thế là từ giờ tới có Huba ăn rồi. Không phải ăn tẩy nữa. Ai cậu chẳng có chừng cậu ra tớ. Thế là hết sạch rồi. Thế có một tí ai cậu ăn nó đi. Hả? Điều thật đấy.